Mình là Sơn Đủ và bây giờ đang là 2 giờ chiều vào ngày thứ ba 29 tháng 8. Và chỉ mới 2 tiếng trước thôi, full tập mùa 19 của series PVD Toilet với độ dài lên đến 5 phút. Ui, thật sự là quá dài luôn ý. Và nó là tổng hợp của 3 tập là 57, 58 và 59. Mình đã dừng lại ở tập 56. Và ở tại video đó mình đã nói rằng là hiện giờ mình đang thấy series này đang trở nên nhàm chán và đi vào bế tắc, bởi vì nó chả có cái gì cải tiến cả. Chả có một cái gọi là nội dung hay là một cái định hướng gì đấy nó rõ ràng để hướng tới một cái kết, mà chỉ là đánh nhau, phô diễn kỹ thuật, đồ họa và âm thanh thôi. Thì ở video đó mình đã có tới hơn 1.600 bình luận, và mình cảm thấy có một cái đặc điểm chung của các bạn bình luận cho mình, nói rằng là có vẻ như mình đang kỳ vọng quá cao vào một cái series nó chỉ mang tính chất là giải trí. Thế là mình nghĩ rằng là có khi là tại do mình thật. Nhưng khi mình thấy cái thumbnail của mùa 19 này, và đặc biệt là cái tập 59 bên cạnh, đó có thể sẽ là một cái bước ngoặt để giải quyết tất cả mọi thứ trong cái series này. Thì để cho dễ dàng hơn trong việc nắm bắt cái nội dung của cái mùa 19 này, mình sẽ xem lại một xíu cái tập 56 nha. Thì ở tập 56 này vẫn là những pha đánh nhau giữa bên người đầu TV với cả bên Skibidi Toilet. Nhưng đã có một cái sự cố xảy ra, đó chính là cái chiếc xe tăng mà có khẩu súng có thể bắn vào người đầu loa khổng lồ để mà tiêu diệt cái con Skibidi Toilet Mini đang tẩy não. Thì cái xe tăng đó đã bị phá hủy rồi. Đội người đầu TV đã cảm thấy rất vô cùng thất vọng với cái diễn biến này. Thì đây, người đầu loa đang bị tẩy não đã đến và tiêu diệt rất nhiều những người của phe đầu camera. Đó, ok, và thậm chí đây, cái anh cameraman này cũng bay màu luôn. Thì đó là kết thúc của mùa 18. Và bây giờ mùa 19, mình muốn xem nó như thế nào nào. Ok, lại là một trận chiến. Đó, tiếp cái này hơi lỗi nha. Đây là cái cảnh kết thúc của tập 56 này, là người đầu loa đang đạp vào người đầu camera chứ. Còn đây lại là người đầu loa, nó hơi bị sai này. Bay là văng loa luôn. Rồi, súng thì sao mà chơi được. Đây rồi, tụi bay đánh nhau đi ạ. À, không được đâu em ơi. Đâu, để xem nào. Người đầu camera đã được cải thiện, được nâng cấp đối với người đầu loa. Sóng âm vô hải cước vào mặt luôn. Ok, Skibidi Toilet đến giải cứu cho người đầu loa. Ê, wow. Không được, tưởng là một pha leo vào phía sau để dùng cái thông bồn cầu để lôi lấy con Skibidi Mini ra, nhưng không được. Hay à. Không có tuổi, Skibidi không có tuổi. Một bổ, chắc chắn rồi. À, đúng là trận chiến của người khổng lồ. Hai người khổng lồ đánh nhau rồi, chỉ có đội lít nhít ở dưới chết thôi. Mày cởi mặt ra, mày bỏ mặt ra mày ra. À, Mini à, mày định làm gì? Ui, ai à? Wow. Ôi, từ từ nhá, trận chiến vô cùng ác liệt. Thanh niên đầu camera hay là đầu loa mà lít nhít là đều bị dẫn chết hết luôn. Kể cả Skibidi Toilet cũng không thể nào mà tham gia được vào trận chiến này. Nhưng đây này, chúng ta có cái này là, như các bạn bảo mình là TV Woman đúng không? Là cô gái TV với một cái pha dịch chuyển tức thời vào trên đầu của người đầu loa. Nào, mình xem là cô ấy sẽ làm gì đây. Nhảy xuống dưới và có thể xiên được con Mini không? À, liên tục các phe đánh nhau. Ôi, rồi chạy luôn. Skibidi Toilet không chịu nổi. Ôi, nhạc này mới à. Ôi, như kiểu nhạc. Yes, good boy, let's go. Rồi, đây là cái mình mong đợi đây. Chào mừng người đầu loa trở về. Wow, ấy, người đầu loa khổng lồ bây giờ kết hợp với cả người đầu tiên camera khổng lồ thì bá đạo thật sự. Like nào, like đi anh em.
Ủa, bay đâu ấy? Like, yeah, chắc chắn rồi, phải like. Được. Wow. Cuối cùng thì đã hóa giải được con Skibidi Mini. Và bây giờ thì hai chiến binh mạnh nhất của phe thiết bị máy móc ha đã được tập hợp lại với nhau. Rồi nhưng mà có vẻ là ở khóc này này là mình đang cảm thấy như là người đầu loa đang ý là không biết là người đầu loa có cảm thấy là khi mà đã lấy được cái ý thức của mình rồi ấy, có cảm thấy hối hận hay là cảm thấy có lỗi không khi mà mình đã bị đánh não như vậy và đã gây ra rất là nhiều thiệt hại cho bên bên phe thiết bị. Chỉ đây là một thành tích mà mình nghĩ rằng là vô cùng là tuyệt vời và phe Skibutoilet thật sự mình không biết rằng là sẽ có cái gì nữa để mà đấu được nổi với bên thiết bị đây. Nào tiếp nào, tiếp nào. Rồi lại là những trận chiến hề hước. Ây da. Wow. Về trời ơi. Không hề dính hiệu ứng gao bạc nha. Từ phe ác mà trở về phe thiện cái là vẫn mạnh như xưa luôn. Đúng, nó phải thế. Ây da. Mày này mày làm gì? Mày bụt bắn vào mồm mày luôn. Đúng rồi. Còn sao nữa? Ấy à, bao vây à? Một chọi tất cả luôn anh ơi. Không sao hết. Người đâu camera đến giờ hết việc rồi. Còn ai để cho tôi đánh không? Quá đỉnh, từ từ. Mình phải xem lại đoạn này. Này, thể hiện tất cả sức mạnh của người đầu loa này. Đầu tiên là sự chống chịu. Dính một loạt tên lửa. Không sao. Bay lên. Và ôi. Wow. Ôi, quá đỉnh quá. Rồi sao? Ông phải đến sau, không có việc gì để làm nữa chứ. Ê. Hay thật. Đúng là một sự gọi là cảm thấy như là một kiểu rằng một sự trục tội lại của người đầu loa vô cùng tuyệt vời luôn. Rồi xuống. Ok, giải cứu thành công cho anh em. Con này khỏe nhá. Không được rồi. Ôi, oh. Yes. Mày, tao nhồi tên lửa vào mày luôn này. Mày thích tên lửa không? Tuyệt, cậu đánh rất hay. Ui, cảm giác như kiểu tất cả anh em cùng tụ hợp lại nhờ. Ui, rồi thằng kia, mày làm gì kia? Mày đừng có nhảy Fortnite nữa. Nếu mà các bạn mà kiểu có cái các bạn có xe phim siêu nhân ấy thì cái này nó cho mình một cái không khí nó cực kỳ là phim siêu nhân luôn á. Cảm giác như là chúng ta có ví dụ như ở đây đi, cô kiểu có bên phe người đầu tivi này hay là mấy cái đứa lít nhít này nó giống như kiểu mà siêu nhân nhỏ nhỏ á, hay là kiểu binh lính của bên phe thiện thôi. Có mấy thằng khổng lồ này giống kiểu mấy con robot của bên siêu nhân á mà được ghép từ 5 hay là 6 con thú ấy, kiểu đấy ấy. Mình kiểu bị cảm xúc nó đang lên á, mình không tìm được một từ nào để mình diễn tả luôn á. Mùa 19 này theo mình là mùa hay nhất từ trước đến giờ luôn. Nó là mùa mà có hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất, âm thanh xịn nhất, thể hiện chính là ở cái đoạn này. Đó, quá đỉnh luôn. Và có một cái câu chuyện đưa ra một cái tình huống cảm xúc nhất luôn á. Ôi, xin khẳng định rằng là ok, đã có những cái bước ngoặt, những cái bước tiến mà nó vượt xa hoàn toàn với những cái gì mình có thể tưởng tượng ra được. Không như nó đang mở ra một cái chương mới, thậm chí có thể dẫn đến một cái kết khi mà hai nhân vật mạnh nhất của phe thiết bị đã tập hợp lại với nhau để cùng nhau chiến đấu, mà lại còn đem đến cả những cái cảm xúc mà thật sự là mình cảm giác mình đã bỏ quên đi khá là lâu rồi. Những cái lúc mà mình rất là phấn khích khi mà mình xem siêu nhân hồi bé, các siêu nhân cùng chống lại bên phe ác, triệu hồi những cái con robot khổng lồ rồi đánh nhau với những con quái thú được biến lên khổng lồ của phe ác. Ôi trời ơi. Và thật sự quá tuyệt vời, mình không còn một lời nào để mà nói về cái này nữa rồi. Mình đang rất mong đợi rằng là cái series này sẽ ra tiếp những tập tiếp theo đây. Và mình đánh giá là có thể sẽ là những tập cuối cùng rồi. Và các bạn sao? Các bạn có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào sau khi xem xong mùa 19 của Skibutoilet? Hãy bình luận bên dưới để cho mình biết nhá. Ôi tuyệt vời quá.
Ai? Khi nào mà series Skibidi Toilet này ra tập mới, mình sẽ xem ngay lập tức và sẽ để video reaction đó ở đây để các bạn bấm vào xem luôn nhá. Trong lúc chờ đợi tập mới thì đây sẽ là video tập trước khi mà mình đã thể hiện sự thất vọng vô cùng với cái series Skibidi Toilet này. Và đó cũng là lý do mà tại sao hôm nay mình lại bùng nổ cảm xúc đến như vậy các bạn ạ. Hãy bấm vào video này ngay để biết tại sao lại như thế nhá. Mình sẽ gặp các bạn ở bên video này nhá. Hey hey.